Khang rất là thích những cái món quà nhỏ nhỏ như cái dịp Giáng sinh như thế này. Ở nước ngoài nhiều năm thì những ngày Giáng sinh là cái người hay tặng cho nhau những món quà nhỏ nhỏ để tiếp là thêm cái tình cảm cho chúng ta và nó thể hiện được cái sự yêu thương. Đó là cái điều chắc là Giáng sinh đang nhận được nhiều quà của các fan đúng không? Đặc biệt là fan nữ. Thì thực sự ấy, đến giờ này vẫn chưa nhận được quà gì hết. Chưa nhận được quà gì hết. Chưa. Nhưng mà quà của anh là tấm thảo gửi dưới đã mua vé đến xem chương trình. Mua vé đến xem chương trình. Mời đẹp. Hay quá, 10 điểm không có nhiêu luôn. Lịch sử như vậy là phải đặt giải hoa hậu lịch sử. Trời ơi, chưa? Cảm ơn anh Kiều nha. Dạ, cảm ơn anh Đạt. Bây giờ mình sẽ vô xâm nhập hậu trường. Trời ơi, mình ra lịch sử cho mọi người. Lịch sử đấy. Wow, đẹp quá. Chị mang mấy bộ đồ? Chị mang nhiều. Đây, bật mí với mọi người đây là những cái bộ trang phục lộng lẫy của chị Ngọc Anh. Một cây thông. Đây là Christmas tree. Và một Christmas đấy. Là ba lần đúng không? Ra ba lần. Thế là bốn đấy. Dạ. Đấy. Mỗi lần ra là một bộ đồ nha. Bộ này là bộ thứ nhất. Bộ này là bộ thứ hai. Bộ này bộ thứ ba. Cái bộ này là chắc backup quá. Đúng rồi, backup chính xác. Rất đầu tư nha mọi người, rất đầu tư rồi, luôn. Quá. Yeah. Nghe nói là có cả chút rơi xuống và chị đang sợ nó sẽ bay vào miệng này. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Để chút nữa sẽ có con gấu tuyết trong trường ra ngoài là em dẫn bảo vàng. Tên mình là bạn. Em tính là lên hát nhau một bài để kéo thời gian mà đã chuẩn bị rồi. Khi em yêu quá, khi em yêu quá. Là nhìn vẫn nhìn lại mới thuộc. Nhiều cặp cũng bao giờ thăm nhâm nhâm mà cũng vậy. Ngày bữa nào lên show anh nghe. Được. Anh nhắn tin cho chị Nguyên mấy lần rồi mà tại chị Nguyên bỏ. Dạ. Memory of Christmas.